người thế gian, người chết, tế tự, tế tự sát sanh, tế quỷ thần, đây là hung. Giá thứ giống như là kết hôn hiện nay, đây là việc tốt. Người thế gian thường làm hai việc này. Vì sao vậy? Sát sanh mời khách, ký khung là nhân, quả phước là quả. Sát sanh tế tự là hung. Nghiệp sát mang lại quả báo là tam đồ. Người trần gian đều cho rằng lấy vợ gả chồng là kiếp, nhưng không biết được vì hỷ sự mà sát sanh, hóa ra tạo ác nghiệp. Điều này quá nhiều, quá ra thành việc hung, mà còn mang đến tai họa vô cùng. Còn có việc mừng thọ. Trẻ con đầy tháng, thôi nôi đều chúc mừng, đều sát sanh. Đây chính là do người đời không hiểu rõ thiện ác, sẽ chiêu lấy quả báo, đều không biết. Nếu như biết được nghiệp nhân quả báo, chắc chắn họ sẽ không làm như vậy. Những tập khí này được hình thành trên toàn thế giới, không phải là một vùng. Quý vị có thể thấy ở khắp nơi. Thân ngu thần ám, thần là tinh thần, hồ đồ. Thân tạo ác là thân ngu, tâm bất tín là thần ám. Trong kinh Nhân Quả nói với chúng ta rằng những súc sinh mà bị sát hại rất nhiều, rất nhiều, đều là gia quyến thân thuộc của mình đã qua đời. Họ đầu thai làm súc sanh. Thay đổi thân thể nên không nhận ra, muốn ăn thịt chúng. Việc này có thể tin được không? Có thể tin được. Đúng là oan oan tương báo không bao giờ dứt. Tịnh Ảnh Sở nói: thân ngu thần ám, tâm bể ý tắc, sanh tử thiện ác tự mình không thấy được. Nên biết ngu ám chính là suy độc. Vì ngu si nên tâm bị ý tắc, không thể chánh tín nhân quả, không thể tín thọ kim pháp, khế nhập chánh đạo. Đối với ngoại đạo tà thuyết lại tin phụng. Ngoại đạo là gì? Đề xướng sát sanh tế tự, cho rằng ăn thịt là một việc vui vẻ. Đặc biệt là gia đình giàu có. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, người bình thường đều giàu có hẳn lên. Liệu có phải là việc tốt không? Tôi nghĩ chư vị trong tâm đều hiểu rõ.
Tôi hồi tưởng lại lúc mình còn nhỏ, lớn lên ở vùng nông thôn, thích ăn thịt, tham ăn. Trong làng bán thịt, mỗi nửa tháng chỉ có một lần. Cũng có nghĩa là trong thôn nhỏ này, mỗi nửa tháng mới giết một con heo. Chỉ có lúc ngày lễ ngày Tết, đại khái là mỗi ngày giết một con heo. Bình thường không có. Bình thường có lúc giết gà giết vịt thế thôi. Đó đều là nhà mình nuôi. Quý vị phải đến trong xóm nhỏ mua, đến trong làng để mua, mua những thức ăn thịt, thịt heo vân vân. Một tháng chỉ có một lần. Không có nhiều đâu. Người bình thường ăn được miếng thịt quá khó. Chỉ đến dịp lễ Tết mới có. Bình thường không có. Đâu có giống như hiện nay. Ngày nào cũng ăn thịt. Còn thỉnh thoảng hơn cả dịp lễ Tết. Người này có bao nhiêu phước báo? Phước báo đó không phải đã nhanh chóng hưởng hết rồi sao? Hưởng hết rồi thì làm thế nào? Tai họa sẽ đến thôi. Vì vậy, cái độc ngu si này còn nghiêm trọng hơn cả tham sân mà đã nói ở trên. Vì sao vậy? Vì tâm bế ý tắc hồ đồ, không biết đúng sai, không tin nhân quả. Không tin kinh pháp. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền không thể tiếp thu. Kinh điển của Phật giáo, tôn giáo đương nhiên cũng không tiếp thu.